Hành lý con iPhone 11 này nè, em bán cho người á chỉ có 3 triệu 8 thôi nha. Mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Đó, đây iPhone 11 full chức năng người, 3 triệu 800 nghìn. Và thêm á là một con Z Fold 3. Con này em bán cho người á chỉ có 7 triệu 2 thôi. Màn hình là sáng đẹp nha. Z Fold 3 7 triệu 2, ok chưa? Hôm nay cũng về được một số dòng máy nè, như là S21 Ultra, Z Fold 4, S21 Ultra bản Việt Nam, ba con này là bản Việt Nam hết mọi người. 12 Pro Max thì hôm nay bên em cũng có mới về được vài con. S20 FE, ba con này là hàng thanh lý. Đây, con này là 3.450.000. Đó, S20 FE thanh lý nha mọi người. Con này thì nhập hôm bữa mà test không kỹ nên bây giờ tính ra bán lỗ luôn rồi. Đó, Reno 10 và Reno 10 full móc, con này chính hãng hết. Oppo Reno 11F, con này chính hãng luôn. Đó, con này mới khui hộp chưa xài luôn. Và một số dòng máy khác nha. Bên em có bán trả góp và có hưu cũ đến mới tất cả các dòng máy. Ship khó tắt thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi tấn nha. Bật cái ngoài cái trên này nóng lắm. Rồi, cái con iPhone 11 này nè, con này em bán cho người là 3.8 triệu nha. Bây giờ sẽ test sơ chức năng trước cho người xem. Đầu tiên là lo nè, ok chưa? Đó, Face ID này, nói chung là full chức năng rồi. Em test lại cho mọi người xem để biết là cái máy tình trạng sao. Đó, có sao báo dậy thôi. Rồi, tiếp tục pin á, con này pin zin á là còn 84%. Còn đây sẽ là camera. Này, con này màn hình zin nha, màn hình zin ghép kính luôn, cam móc rộng nè, cam F1 nè. Này, quay phim. Ok chưa? Và đây sẽ là camera selfie. Đó. Rồi tiếp theo là màn hình cảm ứng. Này. Màn hình zin nha, màn hình zin ghép kính lắm mọi người. Rồi, tiếp theo là chu tông. Này. Đó. Ok chưa? Con này là 3.800.000. Màn hình của nó đây, màu trắng. Em thấy là còn rất là đẹp. Đó. Tình trạng con máy này á là full chức năng, nhưng mà con máy này á là iPhone 11 64GB, máy lóc. Đây. Khóa mạng nè, SIM bị khóa nè. Đó, con này là máy lóc nha. Em có làm sao báo vậy, và giá cũng trừ xuống rồi. Nếu máy zin á hiện tại đang bán là khoảng 6 triệu, em trừ xuống đến 1 triệu mấy, được 2 triệu đó người. À 1 triệu 2 triệu mấy luôn chứ. 2 triệu mấy luôn á. Đây, 3 triệu 8 thôi. Và con này máy lóc nhưng mà có SIM gắn bình thường mọi người. Đây, cái SIM của em đây. Đây là cái miếng SIM ghép tặng mọi người. Đó, cái miếng SIM ghép này tặng mọi người luôn, 3.800.000. Này, em tặng cái miếng SIM ghép luôn mọi người. 3.800.000 nha. Và mọi người chỉ cần 1 phút ghép SIM là có sóng, em sẽ hướng dẫn mọi người ghép SIM luôn. Ok chưa? Đó. Tính ra 6 triệu mà giờ trừ xuống 3.8 là 2.2. Coi như là con máy này á, em trừ xuống máy quốc tế là 2.2 và tặng mọi người cái miếng SIM ghép luôn. Bỏ SIM vô đúng 2 thao tác là có sóng. Ok chưa? Có làm sao bỏ vậy? 3.800.000. Đây. Tiếp tục em sẽ lên cho mọi người là một con Z Fold 3. Từ đẹp xíu nha. 12 Pro 128GB 6 đổi ngang qua được con nào Samsung không anh? Được 5 phút em có mặt. 12 Pro là 6 hả? Nói chung bây giờ thì bên em 8 giờ đóng cửa rồi. Bên em thì cũng chuẩn bị nghỉ rồi, có gì ngày mai sẽ bên em tư vấn rồi nha. Mà 12 Pro nếu gió 6 tầm khoảng hưu được tầm khoảng 7 triệu mấy. 7 triệu mấy giờ 6 á. Rồi, Z Fold 3 bản Việt Nam chính hãng 2 SIM. Con này là 7.2 triệu. 7.200.000. Bây giờ á con là bản Việt Nam nha, 2 SIM nè, khai SIM 1, khai SIM 2 mọi người thấy không? Phiên bản RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 26GB. Đó, màn hình á là sáng đẹp, không mắm mố, không lưu ảnh và không bị đớm. Mọi người thấy không? Đó. Giá này em bán thật sự luôn, nếu mà ngồi đi hai màn hình con này nó rẻ hơn mà ngồi đi hai màn hình, thấy không? Em bán giá này là bảo đảm rẻ hơn mà ngồi đi mua cái màn hình con này nữa. Đây. Và con máy này mọi chức năng đều hoạt động bình thường. Đây là cam selfie. Cam chính nè. Cam góc rộng nè. Cam X2 nè. Đó. Ok chưa? Rồi, đây. Em sẽ vô camera bên đây. Mọi người thấy không? Ok chưa? Con máy này không lỗi gì hết nha. Tình trạng con máy này thứ nhất á là con này nó vỏ nó hơi xấu. Này, vỏ nó hơi xấu. Mọi người thấy không? Này, vỏ xấu nè. Có làm sao bó vậy vậy? Nếu mà cái này em đi rã linh kiện ra, nếu mà em bán có thể là còn lời hơn nữa. Đó. Rồi, tiếp tục có cái màn hình này mọi người đi hai ngoài thôi nha. À, tầm khoảng 6 triệu mấy à. Chưa tính màn hình mặt này nè, là 2 triệu mấy. Đó. Là hết 8 triệu mấy, mà em bán có 7 triệu 2. Ok chưa? Màn hình là màn hình đẹp nha, không đớm, không mám, không lưu ảnh nha mọi người. Đó, không đớm, không mám, không lưu ảnh. Ok chưa? Đây. Và tiếp tục. Em cầm cái này, cái màn hình nó hơi to. Đó. Tiếp tục con này à. RAM 12 và 26GB, 2 SIM đúng không?
Con này thứ nhất á là vỏ xấu nè, thứ hai á là con này nó bị rạn màn hình, kiểu bị chạy kính đó, nó chạy kính nè, không cho dù cái lỗi nhỏ nhất bên em vẫn báo rõ tình trạng cho mọi người nha. Đó, nó bị chạy kính nè đây. Và con này nó mở ra không hết, nó mở ra không hết nhưng mà có một xíu thôi, có một xíu thôi đó. Em bán là 7,2 triệu, bao test 7 ngày, ok chưa? Rẻ hơn mọi người đi hai cái màn hình nữa, thật sự là vậy. 7,2 triệu, bao test 7 ngày. Còn tất cả máy bên đây á là đều được bảo hành 3 tháng 1 năm 1, 3 tháng 1 năm 1 nha. Ok, lên tiếp cho người một con máy khác, một con máy là S23 Ultra. Này, em Gia Huy cùng chuỗi ở Sao Đèn không có anh ơi, em chỉ có một chi nhánh Hồ Chí Minh thôi, không có chi nhánh nào hết, em không có chi nhánh nào hết ở Sao Đèn, em không phải của em nha, mọi người lưu ý nha. Trời ơi, em lên em search Google á là cái trang của em á là bị fraud, nhưng mà cuối cùng á là mấy anh đó bình luận á là quan cho em quá, ở Sao Đèn á là không phải của em và em không có chi nhánh, chỉ có đúng một tiệm á là ở quận 8 thôi, chỉ có đúng một tiệm ở quận 8 thôi, mọi người lưu ý nha, em có đúng một tiệm ở quận 8 thôi, không có chi nhánh nào hết mọi người đó. Tại tên trùng tên thì nhiều quá, bởi vậy bây giờ sẽ cố gắng làm cái tích xanh. Đây là S23 Ultra 2 SIM. Nên cái kinh của em á, con này 512GB. Ủa? Con này nhầm mà. Con này nhầm mà, để xíu mọi người, con này để mai quay lại. Con này để mai quay lại, cái con nó nhầm mà. Đây. Em lên tiếp cho người là một con Z Fold 4 này. Bản Việt Nam chính hãng 2 SIM. Đó. RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB. Màu xám xanh rất là đẹp luôn. 14,850, bản Việt Nam chính hãng 2 SIM. Này, Việt Nam chính hãng 2 SIM nha. 14,850. Cái con mà 11 block á thì em chốt trên live và em sẽ công khai thông tin khách hàng lên. Mọi người thông cảm giúp em nha. Em sẽ công khai thông tin khách hàng lên, mà với phone 3 cũng vậy luôn. Đó, tại vì mấy cái hàng thanh lý á, ta mua shop ở đâu vậy, anh muốn mua một tiệm, ta muốn qua tiệm một cái. Chị Thủy Hà, địa chỉ của em là 43 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó. Thành phố Hồ Chí Minh. Em không có chi nhánh nào hết mọi người, chỉ có một tiệm ở quận 8 thôi nha. Có con mà ngồi nhầm nữa. À con 12 mini hả? Đây, 12 mini con này sẽ bán cho người là 6,2 triệu. Pin là 100 nè. Đó. Pin 100. Con là 256 cái quốc tế. Ok chưa? 256 quốc tế. Con này 6,2 triệu. Này. Đó. 6,2 triệu. Pin 100. iPhone 12 mini 256GB 6,2 triệu. Đúng một con duy nhất luôn, pin 100%, pin đã hai mới, 6,2 triệu, con này zin hết, chỉ có hai pin thôi. Con nào hay giỏi kính anh sẽ báo luôn. Đó. Rồi. Tiếp tục là Samsung S10e, còn được có một hai con nữa hết hàng nè. Đây, S10e. RAM á là 6, bộ nhớ là 128GB. Con này chạy con chip Snapdragon á là 855. Cam X1. Đây, cam móc rộng. Đây sẽ là cam selfie. Ok. 2,750. 2,750 mọi người. Đó. Có ai đặt cọc Z Fold 3 chưa? Dạ chưa anh ơi. Đó, Z Fold 3 chưa nha. Xíu hơn sẽ có ai cọc thì em sẽ báo luôn. Đó. Tiếp tục em sẽ lên cho người làm 12 Pro Max 256GB nè. À, con này 512GB hả? 256GB. À 256GB mọi người. Này bán nhầm. Con này pin 87 mọi người. Pin 87 nha. 12 Pro Max 256GB. Máy đẹp. Pin zin. Này. Con này em bán cho người là 13,2. 13,2 mọi người. Con này máy đẹp nha. 13,2. Ok chưa? Quá nét luôn. 13,2 mấy con này trả góp thì đưa trước khoảng 500.000 là được. 500.000 là được. Còn 128GB á mà pin 8 bit á, em sẽ bán cho người á là 11,850. Đây. Em có màu trắng, vàng, đen, xanh. Có đủ màu. Và pin 100% thì cộng giúp em là 350 nha. 350 thì được pin 100% là pin thay mới. Có sao bảo vậy. Em lên tiếp cho người con máy khác nha. iPhone XS nè, 64GB màu trắng. Đây. iPhone XS 64GB màu trắng. Pin con này sẽ là còn 87%. Màu trắng thì lúc nào nó cũng sẽ đẹp hơn cái màu kia. 4,650. 4,650. Ok nha. Đó, 4,650. iPhone Deep Mat 256GB. Này. Nó quét phay đi lâu quá. Này, iPad 256GB mọi người.
Ô, con này hư phay rồi. Con này để ngày mai giảm giá xuống nè. Con này báo lỗi phay nè. Con này ngày mai giảm giá xuống mọi người. Con này bị hư phay rồi. Con này ngày mai mới bán nha. Con này không bán mọi người. Em thì có sao báo vậy à? Nên mọi người cứ yên tâm. Tại vì em bán cho người là có bảo hành là 3 tháng và đúng 1. Đó, trách nhiệm vẫn có trong máy trong đó nha. Tiếp tục sẽ là một con Samsung A05. Pin là 5000. RAM con này là RAM 6, bộ nhớ là 128GB. Giá bán á là 2.9 và còn bảo hành đến tháng 10 2024. Này. Bảo hành đến tháng 10 2024 Samsung A05. Trả góp qua ngân hàng hả anh? Dạ đúng rồi. Em trả góp thì đến có hỗ trợ đến 4 ngân hàng được nha. 4 ngân hàng được mọi người. Bên đây có 4 ngân hàng được. 14 Pro Max 26GB bán là 21.550. 256GB. Có 12 Pro không shop và có nha, 9.450. Đây sẽ lên vài con máy S20FE. Ba con này tính ra test không kỹ xong giờ bị ôm luôn nè. S20FE. RAM á là 6GB, bộ nhớ 128GB. Màn hình á là 120Hz. Con này bán giá là 3.450. Và cái chiếc máy nè. Mọi người xem chiếc máy nè. Đó. Đây, hôm bữa em đi lấy hàng mà nhưng em test không kỹ, nhân viên em test lại. Tại vì con này á phải test kỹ mới được. Mấy cái dòng này là nó chuyên gia là bị ám nhẹ. Mà cái này mọi người biết thấy không? Tại vì ám nhẹ quá không thấy được. Máy zin đang bán là 3.950, 3.850. Đó, em trừ xuống là 400.000. Vì cái tội em test không kỹ. Em thật sự là nhập là 3.4 luôn mọi người. Đó. 50.000 là tiền sạc á, coi như bán hòa. Bán hòa nhưng mà lỗ công bảo hành, lỡ ví dụ có lỗi á là em lỗ. Đó. Đây, nó bị ám nhẹ nè. Nhưng mà ám nhẹ quá thì em quay bằng trên livestream mà chắc chắn mọi người sẽ không thấy được. Nhưng mà tình trạng thì vẫn có sao báo vậy thôi. Đó. Vẫn có sao báo vậy. Đây. Mà không, chỉnh qua đây là không thấy luôn nè. Đó. Con này thì 3.450, không bị lỗi gì hết. Và nó ám nhẹ nha. Đây. Cam X1 nè. X3 nè. Con này chạy con chip Snapdragon đó là 865. 865 người, 3.450. Đó, ba con luôn. Cuối cùng mới dính hết ba con luôn. Nhập 3.4, bây giờ bán 3.450. Đó, coi như 50.000 tiền sạc. Bán hòa mà lỗ công bảo hành, nếu có lỗi là lỗ luôn. Ok chưa? Đây. Đó, 3.450. Ba con này là ám nhẹ hết mọi người. Ám nhẹ hết. Rồi, S21 Ultra. Anh hồi chiều mua em hai con 13 Pro Max nè, để anh có cục sạc. Có gì anh qua lấy giùm em cục sạc nha. Chắc nhân viên để nhầm trong cái bịch là tưởng mua một máy á. Đây, sáng cái anh này có mua mua đến hai con 13 Pro Max mọi người. Này. Anh heo ngốc nghếch nè. À, không? Anh hồi chiều mua 12, anh hồi chiều em mua 12 máy, ai mua hai máy 13 Pro Max mà để có cục sạc à. Đó, thì bên em có bán trực tiếp và có bán trả góp đó mọi người. Rồi, con S21 Ultra này á, có gì anh rảnh thì anh ghé ngang qua tiệm em anh lấy sạc nha. S21 Ultra 2 SIM chính hãng. RAM 12 128GB. Con này hưu khách còn dán cường lực. Cái này mọi người lúc qua mua á, mọi người lột cường lực ra kiểm tra luôn. Đó, coi có dày không? Thấy ngoại hình thấy ok thì mọi người chốt đơn. Còn không ok thì thôi không sao hết. Đó. Con này là 8.850, bản Việt Nam. Bản Việt Nam mọi người. À, con này có con Oppo Reno 11F nè. Con này mới ra. Đây, sạc chưa xài luôn, sạc chưa xài luôn. Oppo Reno 11S chính hãng Việt Nam. Mấy cái bản chính hãng á là mọi người sẽ thấy được thông tin. Đó, cái hộp thông tin là có chữ tiếng Việt hết. Còn bản sách tay là cái hộp không có tiếng Việt đâu. Đó. Rồi, cái máy này là chỉ mới khui hộp chưa xài. Oppo Reno 11F. Đây. Không. Đây, quá đẹp luôn. Reno 11F nha. Biết kích quạt chưa? À, kích quạt rồi. Đây, RAM 8GB, bộ nhớ là 26GB, chip là Dimensity 7050. Em về được có một con thôi. Mấy dòng này thì mới ra quá, đi mua cũng không có nhiều. Từ 6W màn hình nè. Đó, 120Hz. Rồi không? Camera của nó đây. Em chỉnh màn hình sáng lên xíu nha. Màn AMOLED. Tính ra năm nay cái viền của nó rất là mỏng luôn mọi người. Rồi không? Cái viền rất là mỏng luôn. Để em chỉnh full á. Em chỉnh full đây. Em chỉnh full nó nhìn nó mới đẹp. Đây. Đó. Hai góc rộng. Đây sẽ là selfie.
Mấy dòng Oppo chụp hình ảo lắm mọi người ơi. Mọi người không, Oppo chụp hình rất là ảo đó. Em ở Long An để đó đi, cái gì em cứ lấy. Anh heo ngốc ơi, anh heo ngốc xin ơi, có gì nhắn tin chị chứ, chị nhắn tin cái địa chỉ đi, em gửi ra giao hàng tiết kiệm xuống tới nhà thì cũng không sao hết. Con này em bán cho người là 7,9 triệu nha. Nói chung là không khác gì máy mới, chỉ có hôi hộp thôi. Con này máy mới hình như bán 9 triệu mấy á, máy mới 9 triệu mấy á mọi người. Reno 10 phải không? Em thấy mọi người hỏi Reno 10 nhiều quá hay đây. Reno 10 máy còn hợp, máy Việt Nam chính hãng. Đây, Oppo Reno 10 máy còn hợp nha. RAM 8GB, bộ nhớ là 26GB, chip là Dimensity 7050. Đó, màn hình cong. Con này là màn hình cong. Con này là 6,450 triệu. Máy đẹp nha, 6,450 triệu. Đó, 6,450 triệu, Reno 10. Còn con này thì 6,1 triệu nè. Con này không hợp mà 256GB luôn. Đó, không hợp thì 6,1 triệu. Em mua được hai con à. Mấy dòng này thì lâu lâu mới mua được mọi người. Đó, Reno 5 thì đây. Reno 5 thì 3,1 triệu. Oppo Reno 5 á là RAM 8, 128GB, màn 90Hz, có dân tay trong màn, chip là 732, 3,1 triệu nha. Con này 3,1 triệu. Reno 7Z 5G, đây RAM 8 nè, 128GB, chip là 695, 3,750 triệu. 3,750 triệu. Đó, Oppo A98, con này còn pin, còn pin không ta? Còn đây, Oppo A98 mọi người. Con này là RAM 8, bộ nhớ là 26GB, chip là 695 luôn. Đó, giá bán là 4,9 triệu. Máy đẹp nha. Đây, máy đẹp. iPhone 13 Pro Max, con này là 128GB, máy đẹp, 13,550 triệu. Đó, con này pin 87 mọi người, 13 Pro Max. Để em vô phần giới thiệu cho mọi người xem. Pin 87, 128GB quốc tế. Con này bản Mỹ nha, có một con à, 13,550 triệu. iPhone X Max 256GB, con này 7,150 triệu. Có Xiaomi Mi Mix Fold không shop, dạ em không có rồi, mấy dòng đó bán chậm lắm mọi người. Mi Mix Fold á, thật sự là nó không có thị trường tại Việt Nam. Đa số á, là người dùng hết công nghệ người ta mới mua thôi. Còn Mi Mix Fold với Flip á, thì thị trường Việt Nam thì có kiểu là nhiều người xài quá rồi. Đó, mà mấy con đó thì Mi Mix á, thì nó bị sách tay nhiều. Mấy ứng dụng nhiều lúc nó không có ngon bằng Samsung điều hành á. Con này 7,150 triệu. Nên cái mảnh đó thì không có làm. Con này thì 512GB nè, iPhone X Max 512GB. Bị chạy thông báo rồi, tùm lum la hết rồi. Đây, X Max 512GB nha. Pin con này là 100%, màu trắng. Giá bán là 7,750 triệu. Đó, Reno 6 5G, con này 3,8 triệu. RAM 8, 128GB, 3,8 triệu rồi. Reno 6 5G, con này là giỏ vuông. Đó, iPhone 11 máy zin nè, con này 6,250 triệu. Còn không, còn máy lock thì bán có 3,8 triệu. Này, con này thì 64GB. Pin con này pin 94 luôn rồi, 6,250 triệu. Không mà con này không đúng nha. Con này mà ngồi nhìn cái lưng nè, nhân viên thấy không kỹ nè. Con này em không bán mọi người. Con này lưng hai rồi nè, lưng nó hở một khúc nè. Đó, còn lát hồi về bán mọi người thì mọi người cũng đi bảo hành là của em thôi. Em cũng phải đổi máy khác à, hàm không bán luôn. Tại vì em mua cái máy này á, là em có được bao test 7 ngày. Còn bảo hành cho người là bánh 3 tháng rồi. Con này em không bán nha. Này thì hai lưng rồi. Nhưng để thấy không kỹ nữa không. Đó, em thì có sao bảo vậy à, hà hai lưng thì bán giá hai lưng, bán thanh lý chứ không phải là lắp liếm nha. 11 Pro 64GB, con này pin 100, con này 7,2 triệu. Pin 100% là pin 2 mới. Đây, 7,2 triệu. Con này cũng vậy luôn, 7,2 triệu luôn. 11 Pro này pin 100. Tại vì em có sao có vậy à, mọi người xem trên like của em là mọi người biết rồi. Cho dù cái loại nhỏ nhất cũng báo
Samsung A5s 5G, con này pin 4.500 nha. RAM là 8 nè, bộ 128GB. Màn hình tần số quét là 120Hz luôn. 3.950. Đó. 3.950. Hai lưng đó thì ngày mai em sẽ hỏi lại bên lái, người ta trừ tiền xuống được giá thì bên em sẽ đem lên thanh lý, còn không được thôi trả luôn. Đó. Không được thì trả bên lái luôn, chứ em đâu có, tại vì mình em bỏ tiền ra mua máy zin mà bây giờ mình đi mua của thằng lái đó, nó đưa mình máy hai lưng mình cũng đâu có chịu, mọi người cũng không chịu nữa, đúng không? Realme Neo 3.150, RAM 8 128GB, chip là Dimensity á 1200, tại vì em là người bỏ tiền ra mua máy trước mà, bây giờ mua cái máy mà không zin, bỏ tiền ra mua máy zin mà đưa cái máy không zin, mình cũng đâu chịu đâu, mọi người cũng đâu chịu đâu, đúng không? Hà lúc đầu nó nói con này hai lưng rồi, bán giá rẻ xuống thấy được giá thì mua đó, chứ bán kiểu gì là bán kiểu lắp liếm rồi đó. Còn em thì lúc nào cũng báo trước được giá mọi người mua, tại hàng thanh lý mà. S20 Ultra con này bản hàng nha, bản hàng thì được bộ nhớ 256GB mọi người, thấy không? RAM 12 nè, 6.550. Này mấy cái dòng S20 Ultra bây giờ ít hàng lắm mọi người, ít hàng lắm. Này có 16 nữa mà cũng 26GB luôn. S20 Ultra giờ ít hàng, 256GB, 6.550. Còn đây là Jack 43, máy bình thường, hai sim chính hãng, con này là 11.650, 11.650 máy đẹp, phải không? 11.650, máy đẹp, Jack 43. Còn mấy cái máy này em thanh lý lại thôi, em báo giá lại thôi, nói chung là hàng tồn mọi người. Đây con này báo giá không mọi người, Jack Phone 5 nè, con này bản 512GB, còn bảo hành đến 20 chính hãng nha, giá bán là 23 triệu mọi người. Jack Phone 5 còn hợp luôn, đây máy in Việt Nam nè, không máy in Việt Nam. Đây Oppo A58, con này 3.650, A58 3.650 còn hợp với sạc luôn, 3.650 chứ rồi, RAM 628GB, 3.650 chính hãng nha. Mấy dòng này em lấy bản chính hãng thôi, không lấy bản sách tay mà khó bán lắm. 11 Pro 26GB, con này 8.250 nè. iPhone 8 64GB, 2.650 này, 64GB. 13 Pro 128GB, 13.550 đó, 13.550. Sony XZ3 con này 1.750 mọi người, màn hình cong, RAM 4 64GB, màn 2 cộng nha, 1.750, chip 845, X5 Max 1 con này 2.250, con này mất chân tay à đó, mất chân tay 2.250. iPhone 13 thì ngày mai bên em lên giá lại mọi người, 10.350. Đây có màu đen nữa. Đó. iPhone 12 là 7.650 nha. Con này pin 8 đó, con này làm giá. Pin 100% là 7.650 nè. Đây, 12. 64GB. Pin 100% là 7.650. 64GB quốc tế mọi người. Màu trắng, màu đen, màu xanh, 7.650. Còn pin 80, pin 8X á, là từ pin 85 cho đến pin 86 á, pin 85 đến pin 89 á, là 7.350, rẻ hơn được 300, là pin zin. Nhất phone 4 con này vỏ 6, bán là 11.550, là 11.550. S20 Ultra chính hãng có anh ơi, con này 12.2 nè, anh Ân ơi, 12.2 máy còn hợp luôn. Này bản Việt Nam nha. Bản Việt Nam thì mọi người xài được Samsung Pay và hư mật bảo mật. Đó. Đây 128GB. Màu đỏ, bản Việt Nam. Máy đẹp. Anh muốn mua trực tiếp, địa chỉ của em là 43 Hồ Hoành Biên, phường 4 quận 8 nha. Reno 11 8.450, full box. 13 Pro Max thì 15.550, con này máy đẹp. Xem là con XZ3, sao XZ3 hả? Đâu rồi ta? Ủa XZ3 rồi kìa. Đây
Z3 là 1 triệu 750. Ủa con X5 chứ, X5 là 2 triệu 250, con này mất chân tay mà dòng này xài mật khẩu được còn ngồi chân tay gì nữa. Đó. RAM 6GB, bộ nhớ sẽ là 64GB. Ngoại hình của nó đây. 2 triệu 250 nha. Đó, 2 triệu 250. A335G, con này 3 triệu 750, màn 90 hẹp, máy đẹp. Đây. Z Flip 4, con này là 128, con này 256GB, mà nhân viên ghi nhầm 128GB. Con này bản đặc biệt 256GB mọi người. Đây. 256GB bản Việt Nam nha, bản đặc biệt màu trắng. Con này máy đẹp 99, em bán là 7 triệu 9. S23, con này 10 triệu 2, chính hãng Việt Nam. Đây, chính hãng Việt Nam. Mấy dòng S23, mấy dòng mà màn AMOLED của Samsung á, mọi người thấy quay vô đây nó bị gì giật không? Tại vì tần số quét màn hình với cái tần số quét mà quay phim đó nó không trùng với nhau, nó sẽ bị như vậy. Đó, chứ không phải bị lỗi hết mọi người. Nó không mọi người thắc mắc. S22 Ultra 512GB 2 SIM nè, 136, có màu trắng, màu đen, màu xanh, nhiều màu lắm. 2 SIM 512GB nha. 512GB. Đây màu trắng đó mọi người. Đó. Ghi nô 8, 5 triệu 450. Còn này 128GB, 2 SIM nè, 11850, S22 Ultra. Em nói nhầm, 14 Pro Max 256GB, 15550. Em nói nhầm, 21 triệu 550 nghìn. Đây, 256GB, 21 triệu 550 nghìn. Trong một trắng đó mọi người, cũng là 256GB luôn. Trả góp cái này thôi đứt trước khoảng 6 triệu mọi người. Realme 11 Pro 5G 5 triệu 250. Poco F3, con này thì 4 triệu rưỡi 50, chip là 870, màn 120Hz. Đó. Mi 13 Lite 256GB 5 triệu 850 nha. Này 256GB. Reno 7 3 triệu rưỡi 50, 14 lút 256GB thì 14 550, còn 128GB là 142, tính ra 142 với 256GB nữa rồi bằng giá rồi. S21 plus Việt Nam mọi người 6 triệu 750. 14 Pro 16850 anh ơi. Còn này là Oppo A78 4 triệu 150. iPhone SE 64GB, con này 3 triệu 250 nha. Đó. Này có nhiêu đây thôi, nói chung chủ nhật thì đa số em bán hành lý mấy cái hàng tồn mọi người. Đây, bên em bảo hành cho người á là 3 tháng 1 đổi 1, không bảo hành gây nước cứng đốm màn hình nha. Và có hỗ trợ cho người á là không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ cho góp online được. Ship có tất thì có cọc, máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu số cọc 500, máy trên 10 triệu số cọc 1 triệu. Bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ hay nửa tiền nha. Đúng số tiền đó mọi người cọc là được rồi. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem buổi livestream của em. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ mọi người. Bye bye.